hữu cầu tác ứng cái nguyện này mới tự tại nếu như cầu mà cầu không được vậy thì không tự tại tôi nhớ lại khi tôi vừa mới bắt đầu học phật thân cận đại sư chương gia đại sư chương gia dạy cho tôi như vậy ông nói với tôi Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Tôi nghe rồi, sức hoan hỷ. Sau đó, Ngài lại nói với tôi, có lúc chú mong cầu, cầu không có được cảm ứng. Cầu không ứng. Đó là nguyên nhân gì? Bởi vì chính bạn có nghiệp chướng. Bạn cần phải tìm ra được nghiệp chứng của chính mình. Tiêu trừ đi nghiệp chứng của bạn thì cảm ứng liền hiện tiền. Mấy câu nói này của Đại sư Chương Gia ngay trong một đời này của tôi được đại thọ dụng. Hơn 40 năm đến nay rất có hiệu quả cho nên tôi tin tưởng sâu sắc không hoài nghi. có rất nhiều người người niệm phật người học phật không tin tưởng đối với phật bồ tát cho là làm gì có việc hữu cầu tác ứng làm gì mà đơn giản đến như vậy cho nên họ mỗi lần cầu luôn là không tương ứng luôn là cầu không được rồi khổ làm gì có được hữu cầu tác ứng họ không biết được cái mong cầu của họ Không đúng lý, không đúng pháp Cầu có đạo lý của cầu Có phương pháp của cầu Hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp Thì hữu cầu tác ứng Vì thì đồng tu ở Singapore Nếu như các vị tỉ mỉ một chút tỉ mỉ mà quan sát bạn cũng có thể có được chứng minh cư sĩ lý mộc nguyên ở cái đạo trạng này không phải là hữu cầu tác ứng hay sao Toàn lầu bên cạnh từ khi xây dựng thì ông khởi lên mong cầu quả nhiên có ứng Đúng lý, đúng pháp mà cầu Bạn thấy ông ông cầu giảng đường Thì giảng đường liền có Cầu niệm Phật đường thì niệm Phật đường liền có Ông ông cầu cái gì cũng đều có ứng Như lý Không vì chính mình mà cầu Vì chúng sanh cầu Vì chính mình mà cầu Thì không có cảm ứng Vì sao vậy? Phật Bồ Tát quyết định sẽ không giúp cho bạn tăng thêm tham sân si. Vì thì Phật Bồ Tát có lỗi với bạn, có lỗi với người. Bạn không vì chính mình, không có tham sân si. Bạn vì Phật Pháp trường tồn thế gian. Phật Pháp là con mắt của trời người. Bạn vì tất cả chúng sanh được độ, sự mong cầu này Là chuẩn xác Cùng với chư Phật Bồ Tát Cùng với Long Thiên Hổ Pháp Đồng tâm đồng nguyện Thì họ làm sao mà không giúp đỡ bạn Cho nên ở trong đây Có một ý niệm riêng tư tồn tại Thì không có cảm ứng Thì bạn cầu không được có rất nhiều đồng tu đến nơi đây từ rất nhiều quốc gia khu vực đến singapore để thăm học khi thấy mặt tôi đều yêu cầu tôi bỏ ra một ít thời gian đến chỗ của họ giảng kinh có được cảm ứng hay không không có cảm ứng do nguyên nhân gì họ vì tâm riêng tư của họ vì thuận tiện cho họ vì cái đạo tràng vỏ đó của họ cho nên họ không có được cảm ứng ngày trước các vị đến tìm tôi như tìm thì tôi lập tức đáp ứng qua vài ngày thì đi rồi bay nhảy buông ba khắp nơi Do nguyên nhân gì? Không có đạo tràng để cho tôi giảng kinh. Không có chỗ. Đành phải đến khắp nơi kết pháp duyên cũng là việc tốt. Mục đích là đang kết pháp duyên. Hiện tại có một cái đạo tràng ở nơi đó giảng kinh rồi. Nếu chạy lung tung nữa, vậy thì bạn sai rồi đặc biệt sai lầm cho nên khi chưa có đạo tràng thì được có thể đi lại nhiều nơi người mới học thì được sơ học thì phải rộng kết pháp duyên cho nên pháp duyên của tôi sức thù thắng chính là đã bôn ba mấy mươi năm bôn ba khắp nơi để kết duyên với mọi người hiện tại có đạo tràng phải cố gắng nghiêm túc giảng một bộ kinh. Mọi người yêu cầu, đây là rất nhiều người, rất nhiều năm đến nay, đều yêu cầu tôi giảng bộ kinh hoa nghiêm. Kinh hoa nghiêm quá dài. Không tìm được nơi chốn Không có hoàn cảnh an định. Hiện tại có được hoàn cảnh an định rồi. Ngày trước, có rất nhiều người yêu cầu tôi phải đáp ứng nguyện vọng của họ. cố gắng ở nơi đây giảng một bộ kinh. nếu các vị mời tôi nữa, đời tôi giảng xong bộ kinh này, tôi sẽ đi dạo với các vị. tiến độ giảng kinh hiện tại giống như hiện tại hai giờ đồng hồ giảng hai ba câu. kinh hoa nghiêm cũng là như vậy. Một bộ kinh lớn như vậy Tôi vốn dĩ dự tính 5 năm thì giảng xong Hiện tại tính thử lại xem E ra 15 năm cũng chưa giảng xong Hỏi thử mọi người Mọi người đều thích cách giảng này Vì thì không còn cách nào Vì hy vọng mọi người đều vô lượng thọ Mọi người chúng ta đều là vô lượng thọ Dần dần giảng cho xong bộ kinh này Đi là nguyện tự tại có nguyện ác thành thứ tám là thần lực tự tại thần là giảng thần thông thông là nói thông đạt đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt thần là thần kỳ siêu việt ngoài thường thức của người thông thường. Loại năng lực này, đương nhiên một người cần phải có công phu tu hành, phải khai mở trí tuệ, thứ hai là phải học rộng, nghe nhiều. Chúng ta phải thường hay tiếp xúc đối với tất cả người và sự vật. Bạn mới có thể hiểu rõ, mới có thể ứng phó được thế nhưng khi sơ học thì không thể được lúc mới học thì một môn thâm nhập vì sao vậy tương ưng định huệ của chính mình